Dân gian vùng đất Nho Quan Ninh Bình lưu truyền rằng năm 968, vua Đinh Tiên Hoàng xưng đế. Nhà Hán rất bực tức nên năm 971 đã cử tướng Lý Giác mang quân sang đánh Đại Cồ Việt. Trong trận này, tướng quân Đỗ Long là thần tướng của nhà Đinh bị địch bao vây nên phải rút về rừng Nguyên Sinh là rừng Cúc Phương. Khi quân lương hết, quân lính phải xông vào rừng tìm kiếm thức ăn để sống. Trong tử có sinh, quân lính của ngài đã tìm ra được một loại cây có hoa như mặt người cười, lá như bàn tay năm ngón, quả như trái tim, hạt như quả thận, đào củ thấy có tay, có chân, thần thái như người nên đã ăn thử. Thật bất ngờ, chỉ sau một canh giờ, người lính đang mệt mỏi bỗng thấy mình khỏe mạnh như chưa từng xung trận. Thấy vậy, tướng Đỗ Long đã cho tìm đào củ cây này để làm quân lương. Thật không thể ngờ, chỉ sau một thời gian dùng, đạo quân của ông đã khỏe mạnh gấp bội, một có thể chọi 10, khí thế hừng hực. Nhờ đó, ngài đã tổ chức phản công đánh tan quân Nam Hán, bắt sống Lý Giác. Sau khi khải hoàn, tướng Đỗ Long đã dâng câu chuyện và tác dụng thần kỳ của cây này lên vua Đinh Tiên Hoàng. Từ đó, người đã gọi cây là cây Tiến Vua. Sau này, người đời chỉnh lại là Sâm Tiến Vua. Do là cây quý nên đã giấu kín vùng trồng ở thung lũng, vùng núi Tràng An và rừng Cúc Phương, ít người biết được. Khi vua Đinh bất ngờ qua đời, tướng Đỗ Long cũng không còn, cây này thất lạc, vùng rừng núi không còn thông tin gì nữa. Mãi đến thế kỷ thứ 12, cây này lại một lần nữa được thiền sư Thích Minh Không dùng trong bài thuốc để chữa bệnh hóa hổ của vua Lý Thần Tông. Chuyện kể rằng, thiền sư đã mò kim dưới đáy vạc dầu đang sôi để châm vào các huyệt đạo. Sau đó dùng cây thảo dược có những đặc điểm hình thái giống như các bộ phận của người ở vùng rừng sâu núi thẳm, đó chính là cây Sâm Cúc Phương. Lấy củ của nó xay thành bột cho vua ăn, lấy thân cây xào sắc uống hàng ngày. Chỉ sau 3 tháng 10 ngày, vua đã khỏi bệnh. Vua khỏi bệnh do được khai huyệt đạo kết hợp với bổ sung các chất quý có trong bột củ sâm đã giúp đào thải độc tố, bổ sung vi chất nên cơ thể khỏe mạnh, xương cốt vững chắc, sinh lực sung mãn, bệnh tật tan biến. Đồng thời kết hợp với uống trà cây sâm hàng ngày giúp tinh thần sảng khoái, hỷ lạc ngon giấc. Nhờ đó, vua khỏe mạnh trở lại nên bệnh hóa hổ tự tan biến. Không chỉ chữa cho vua hết bệnh hóa hổ, mà thiền sư Thích Minh Không còn dùng cây sâm này để chữa hiếm muộn cho vợ chồng Phủ Doãn Tràng An, Tô Trung, đã sinh hạ ra Tô Hiến Thành là công thần ba đời của vua Lý. Đến thế kỷ 18, cây này được đại danh y Hải Thượng Lãn Ông dùng vào các bài thuốc của mình chữa được một số bệnh như cơ thể suy nhược, ăn kém, ngủ kém, đau lưng, đau mình mẩy, đau đại tràng, đào thải độc tố trong gan, trong máu, trị các chứng ho sốt nóng, táo bón, hóa khát, thông tiểu tiện, điều kinh, chữa các bệnh phổi, bạch đới. Đau đáu với sản vật quý hiếm có giá trị y học cao của quê hương, cùng với việc mong muốn phát triển một sản vật giúp bà con nông dân Cúc Phương tăng gia kinh tế, thầy giáo Nguyễn Đức Tuấn quyết tâm tìm hiểu, nghiên cứu cây sâm Cúc Phương, cũng như tìm kiếm và nhân giống sản vật quý hiếm này, đó chính là cây sâm Cúc Phương. Sâm Cúc Phương, tự hào sâm quý đất Việt.